Trời ơi! Dạ tôi xin lỗi. Ông già điên này, tôi có mắt à? Ông có biết đồ này tôi mang đi cúng không? À, tôi xin lỗi. Đưa đây. Tôi xin lỗi. Tàn tật như thế đi, đi ở nhà đi. Này cô. Sao? Bác có sao không ạ? À, không, không sao, không sao. Nhìn cô ăn mặc sáng sủa mà hành xử như phường vô học quá nhỉ? Cái gì? Anh nói ai đấy? Mới đi họp cuộc chiến binh về thì ba của cô này. Cô cầm lễ đi chùa thì cũng tốt đấy, nhưng mà đối xử với người già, người có công với cách mạng như thế thì bao giờ mới hết nghiệp được? Có Phật Thánh ở đâu dạy con nhang đệ tử của mình vô ơn như vậy không? Không có thế hệ cha ông, những chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc ấy, thì làm gì có hòa bình để cô đi lễ chùa ngày hôm nay. Biết ơn, giúp đỡ những người có công với đất nước như thế này này, thì Phật Thánh ở trong tâm mới chứng cho cô được. Bác cho con xin lỗi ạ. Để con đưa bác đi. Linh lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắc son.